Mới đây, Văn phòng Báo Công lý, Nhà báo Phạm Thanh Phương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh đã tổ chức trao kinh phí sửa chữa bàn ghế và sách cho các trường tiểu học Yên Khương, tiểu học Yên Thắng. Nhà báo Phạm Thanh Phương, tác giả hai cuốn sách Chuyện của con và Người về từ cõi nhớ, trưởng Văn phòng Báo Công lý tại Thanh Hóa, đã tới trường tiểu học Yên Khương trao số tiền 30 triệu đồng, tiền thu được từ việc bán sách để đơn vị có kinh phí sửa chữa bàn ghế. Đồng thời tác giả cũng trao 200 cuốn sách trị giá gần 20 triệu đồng cho trường tiểu học Yên Khương và trường tiểu học Yên Thắng. Trước đó, với mong muốn mang hơi ấm cho các em học sinh vùng biên giới, Văn phòng Thường trú Báo Công lý tại Thanh Hóa đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp hơn 600 áo ấm trị giá hơn 40 triệu đồng để trao tặng cho các em nhỏ nơi vùng cao, biên giới trong những ngày đầu năm mới. Cũng trong chuyến đi đó, qua tìm hiểu, hàng trăm bộ bàn ghế tại trường tiểu học Yên Khương bị hư hỏng nghiêm trọng. Các bộ bàn ghế bị cong, vênh hoặc thủng những mảng lớn. Chính vì vậy mà học sinh nơi đây, ngoài việc mong được no cái bụng, các em còn ước mơ có một bộ bàn ghế phẳng để viết chữ thẳng hàng. Trước tình hình đó, nguồn kinh phí tài trợ từ chương trình sách cho trẻ em vùng cao sẽ góp phần vơi đi khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần cho thầy và cho nơi vùng biên giới.